cầm cái con mực này lên nè. Để cầm như vậy đi. Nào, quay 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 lại mới thấy con mực. Rồi. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Mình đi lấy một cái ly coca uống với ăn mực này cho nó ngon các bạn. Đó. Mọi người thấy không? Thấy thấy rõ cái dĩa mực của em không? Thì á bây giờ gói coca uống một cái đi nha các bạn nha. Ồ, coi nó nè. Uhu, sữa bọt đã quá. Đây. Mời mọi người cái nha. Mời mọi người cái nha. Vô, chúc mừng. Chúc mừng vì một ngày nghỉ. Ừ, có thời gian ăn và uống. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu về cái mâm mực của em. Mới nọ mua cái dĩa mực này các bạn. Nó nằm ở trong ngăn đá là nó rất là bự. Nó bự bằng cái dĩa này các bạn, nó bự bằng cái dĩa này các bạn. Cái em nghĩ là nó to mà nó teo lại thì chắc cũng không tới nổi đâu. Nhưng mà em không ngờ là khi em luộc xong con mực nó còn có bê lớn này các bạn, nó còn có chút xíu gì nè mọi người, nó còn có chút xíu gì nè. Cái em thấy vậy thôi á, em bỏ thêm cái dầu trường nữa. Cái này là cái dầu trường nè các bạn, cái dầu trường nữa luộc chung với cái nước này, mà cái nước này rất là ngon. Nước này hồi nãy á em cũng quay cho mọi người xem đó, tuy là nó không có mùi vị, không có màu mè gì hết trơn, nhưng mà cái nước rất là ngon các bạn đó. Bây giờ mình ăn chấm chung với cái rau này và ăn chung với cái gừng gì đó, gừng chua đó các bạn, gừng chua của Đại Hàng đó các bạn. Ừ, chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng ăn chung với mình với con mực này nha. À, tại mình không có biết là nó rút tới cái mức này như vậy cho nên á, cái dĩa nó không có đầy các bạn. Nếu như mình biết vậy mình mua ba con để cho nó đầy cái dĩa luôn. Bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng ăn nha. Ăn cái rau chứ. Các bạn biết không, lúc đầu á mình làm mực rồi hả, nó bự mà nó dài vậy nè, dài cả khúc vậy nè. Mà luộc xong nó sao còn chút xíu mà ngon. Có nhiều người á họ nấu cái con mực này họ nấu nó còn sống sống á các bạn, nhưng mà mình á thì mình ớn, mình ăn sống sống mình sợ lắm. Mình luộc chín lắm, ngãi cái phần này nó không có chín, là sống sống. Với nhiều người á họ luộc sơ sơ vậy á, cho nên á mấy cái rau này các bạn nó còn bự lắm. Ăn chung với miếng gừng, ngon quá. Có xà lách nè, xà lách này là xà lách Mỹ các bạn. Chết chà không, ăn tùm lum. À, nãy mày có lấy cái kéo nữa các bạn, lấy cái kéo cắt đó. Mọi người thông cảm nha, chứ con mực này nó bự quá. Với cái lòng này á, nãy mình để nguyên chùm. Mình luộc nó ngon. Cái lòng mà ngon rồi các bạn. Cái dầu trường này á, mình luộc trong cái nước này nè, nước gia vị nè, nó thấm vô cái dầu trường, ngon lắm. Không, cái này thật sự là ngon thiệt. Cái cay mặn mặn rồi có cái vị của tương Đại Hàng thơm,
Còn cái này thì nó có hậu chua mà ngọt hơi nhiều, ai mà ăn chua sẽ không ăn được món đó. Còn cái món này á, cái món này mà chấm bánh mì cũng ngon lắm á. Cầm con mực lên cạp cái nữa bạn ơi. Con mực siêu bự đây, hình như nó hơi dướng dướng mọi người ha. Đây để mình kéo cái mâm xích lại mình nè, mình kéo mâm xích lại để mình có chỗ mình để cái ly để cho nó chống chống cái tay cả, để mình ăn cho nó dễ ha. Ok, để mình sợ đổ cái ly nước mọi người này, cạp cái rau tiếp nha các bạn. Dài rồi. Hay là do mình luộc chín nó dai, mình đúng không? Nhưng mà thực chất là mấy con này mình biết ăn sống mà. Sống sống ăn ghê sao? Ngon lắm. Nó ngon, nó thấm. Thấm gia vị. Nhưng mà dài quá. Quá dài. Tiếp mọi người. Cái này hồi nãy mình có để tương đen á, cho nên các bạn thấy nó đen thui à. Giòn giòn. Trắng này miếng hơi bự. Ây da, nuốt chậm luôn. Cắn miếng nó bự quá. Cắn miếng nó bự quá, khó nhai quá. Rút kinh nghiệm, chút cắn miếng nhỏ hơn chút xíu. Cay. Cay quá các bạn ơi. Cái thiệt cho mọi người chơi á. Ăn miếng dừa chừng cả. Miếng dừa chừng ngọt. Ngọt đêm á. Ăn ăn không anh? Dừa chừng ngon lắm à. Mình nghĩ ăn gì cho chắc bạn ơi. Cắn hồi giống. Để ăn. Nhưng mà ăn phải cắn giật 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 mới ngon các bạn ha, nhìn nó hấp dẫn. Cái gừng này ăn với cái này đúng bài, cay cay chua chua mặn mặn, để mà kẹp với miếng salad này. Salad này salad Mỹ các bạn, salad Mỹ này nếu như ai mà hay coi những cái kênh ăn uống thì sẽ biết cái salad này nó thành một cái bắp giống như bắp cải trắng mình vậy đó, nó thành nguyên một cái bắp vậy. Dài quá. Quá dài. Cái đoạn này phải cắt rồi. Cạp phải nổi rồi. Cắn nè. Đó. Vậy mới ăn được các bạn ơi. Dài quá. Cái rau còn cắn được, còn phía dưới phía trong không cắn được. Dài. Anh, con mực cho bá. Luộc còn không lớn nè anh. Ai luộc quá người ta luộc sơ qua cái cho nó giòn, còn em luộc quá nó dai nhách rồi ăn cái gì nữa. Dạ
Em đã sợ nó sống quá ăn bị Tào Tháo giết. Một cái chính lệ cho con. Em bị uống mấy đầu em chọt chọt nó đây nè. Cái em thấy nó còn dai dai á. Em sợ nó không chín, ăn Tào Tháo giết. Một lâu quá thành cao su ăn gì nữa. Hèn chi con mực nó tuột. Nó thun lại sợ nó chút xíu. Bỏ vô con dừa sôi nước tắt rồi nó giòn nó ngon. Phải, em thấy nó co đẹp lắm. Em định là tắt bếp. Nhưng mà em sợ nó không có chín, cái ăn nó bị Tào Tháo dí cái em. Mình sống được mà. Em sống được không? Em thấy em nguyên con còn sống nó bò ở trong miệng luôn luôn hả? Nhưng mà em sợ em ăn không được. Dạ em rụng tao héo còn chút xíu. Cao su mực. Anh mực à, lần sau mua ba con á, mua có một con để cái dĩa này không có không có xin nhê đâu vào đâu nha. Nó nằm mỗi đứa một nơi. Cái này đặt tên nó là gì ta? Ở hai đầu nỗi nhớ hả các bạn? Ở đầu này con mực, ở đầu này cái giò trường, ở hai đầu nỗi nhớ. Giò trường ngon, ngon hơn mực. Bữa nay món chính là mực mà giờ trường ngon hơn mực. Giờ trường là món phụ, bỏ vô thôi nè, chả thấy mực ít quá. Chính xác là dai như cao su. Cái này á, mình mời người ta lại nhà chơi á, mình muốn người ta ăn ít thao á, luộc mực này được á. Ha. Thao chữa rồi, sợ người ta ăn nhiều quá, luộc lại ngồi đây nhai hoài. Giống như là con cò mời con cáo lên nhà chơi á. Cái con cáo nó mời con cò ở nhà chơi trước, xong cái nó biết con cò ăn là phải có ống cao, có cổ cao lên mới ăn được, ăn trong cái dĩa hoặc ăn trong cái hộp mà mổ không được. Nó mời con cò lên nhà chơi cái nó cho để vô cái dĩa nó ăn đậu. Có cò ăn được, còn ăn lượt còn đi về. Cái lần sau á, con cò mời con cáo lại nhà ăn. Thế thì con cáo không ơi, tao biết âm mưu của mưa rồi. Lần trước tao không cho ngươi ăn được, cho nên lần này mưa thế à, mưa cũng cho tao ăn cái món gì đó để trong cái bình, tao sẽ không ăn được. Cái con cáo nó mới xách theo cái dĩa, nó xách theo cái dĩa cái tới nhà con cò ăn á, thì con cò á chuẩn bị cho con cáo một cái dĩa đàng hoàng để trong cái dĩa, còn á còn con cò á thì nó chuẩn bị cho nó một cái bình để nó ăn. Cái con cáo nó mới ngồi nó khóc. Cái con cò hỏi nó là tại sao bà lại khóc. Thế nó nói là
Xin lỗi vì ta đã hiểu lầm ý tốt của bạn. Bạn mời ta đến ăn, nhưng mà ta nghĩ bạn á, bạn mời ta đến để bằng ghẹo ta. Tại vì lần trước á, ta mời bạn đến mà ta biết là bạn không ăn được trong cái dĩa, nhưng mà ta vẫn cố tình để trong cái dĩa để cho bạn không ăn được. Cho nên lần này ta nghĩ bạn là sẽ làm lại với ta như vậy. Cho nên ta có xách lại cái thêm một cái dĩa nữa. Nhưng mà ta không ngờ bạn lại chuẩn bị cho ta rất là chu đáo. Ta đã hiểu được lòng tốt của bạn ạ. Nên con còi nó mới nói là nó nói là mình là bạn mà, cho nên á mình biết á là bạn trêu mình, nhưng mà mình muốn là đối xử với bạn bằng cái lòng tốt của mình để cho bạn thấy được á là cái kiểu là theo kiểu là để cho bạn biết được á là đôi khi á ghẹo người khác không phải là hạnh phúc, nhưng mà là niềm vui của bạn, nhưng mà đối với tôi đó là cho đi đó mới là hạnh phúc. Đó như vậy á. Hôm bữa em dính chưởng thịt bò. Em mua thịt bò về. Em xào nó chín quá. Cái nó cũng dai nhách. Em có cái bệnh làm sợ sống các bạn. Sợ đồ sống á. Sợ bao miếng gì không? Không phải gì cho mình sợ sáng. Mình sợ đồ ăn mà nấu không chín nó sáng. Cái gì chị được chứ sáng chị cũng được các bạn ơi. Cho nên nhiều khi hả? Đồ gì mình thấy sống sống á, mình ớn ớn. Sợ. Mình có coi mấy chương trình Mỹ á, mình thấy mấy người ăn đồ sống nhiều quá hay bị sáng. Sáng trong máu nè, sáng trong não nè, sáng trong phổi nè. Ghê. Mà bệnh gì trị được chứ bệnh sáng khó trị lắm. Nó sống trong người mình, nó đẻ trong máu mình, có vào cái trứng của nó chạy khắp người hết trơn. Chắc có lẽ mình coi mấy cái phim mà về khoa học y tế đâu nhiều quá ám ảnh, sợ lắm. Rồi á, các bạn biết không, mấy người giống như người ta nói bác sĩ là cái bệnh sợ vi trùng á. Là theo kiểu bác sĩ đi tới đâu họ cũng thấy vi trùng vi khuẩn hết trơn mà. Mình thấy cắt thôi chị ăn. Ăn nó vừa gọn. Sạch sẽ. Nhưng có bộ coi không ngon các bạn ha. Ăn mà cầm nguyên con cắn cắn thì ngon hơn các bạn ha. Nó còn ba cái rô mực nè, để mình cắt ra nè. Cắt ra một cục dừa ăn nhai nó dễ. Ba ơi, thằng gì kêu ba à? Con kêu à? Nó dễ, nó chở mà nó khóc vẫn à. Đánh hơi hay lắm, nó biết ba nó về.
Nít nó hay lắm mà bạn, nó biết ba nó về. Ừ, sữa. Con mực bự quá trời, em luộc nó còn teo héo rồi bạn ơi. Cái con mực hồi nãy nó dài vậy nè, em luộc bây giờ nó còn mới lớn rồi. Không lẽ mua mực về ăn, ăn khúc này thôi, còn khúc này bỏ rồi. Khúc này ngon hơn. Dài. Sai lầm vẫn là em. Nga muốn chẹo qua hàm không? Nước sốt thì ngon, mực thì dai, giò trường ngon, ngọt. Còn anh này dai không? Giống kẹo cao su. Các bạn thấy không? Giống mình đang nhai kẹo cao su. Ý thật kiểu đó luôn. Ok, nghỉ các bạn ơi. No quá. No thiệt luôn các bạn. Thôi, thân chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nhé. Thân chào tạm biệt. Bye.